Xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với cái clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad danh thôi. Và tiện đây thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho anh em một số cái mẹo về việc mà khi mà tay bị ra mồ hôi ấy. Mình chắc chắn là một điều rằng có rất nhiều anh em chết vì những cái pha tay nó ra mồ hôi xong rồi nó cứ rít rít vào màn hình ấy, cực kỳ khó chịu luôn. Và những cái chết mà kiểu như thế thì anh em chỉ muốn đâm đầu vào đâu chết luôn đi rồi đúng không? Ok, thì mình có rất là nhiều cách nên là mình sẽ chia sẻ từng cách một cho anh em nào mà có cách nào thì áp dụng cách đấy nhá. Đầu tiên là mọi người biết cái lọ phấn rôm mà em bé hay bôi không? Cái lọ phấn Thomson Baby của trẻ con mà hay dùng ấy. Đó, thì anh em có thể dùng cái phấn đấy thoa vào hai cái đầu ngón tay của mọi người, hai cái ngón tay cái mà anh em hay bấm vào màn hình ấy. Đó, thì mọi người thoa lên đầu ngón tay cái một chút thôi. Đến khi nào mà em vuốt vào màn hình cảm giác nó không bị rít mà nó mượt là được đấy. Thì đấy cũng là một cái cách mà mình đang dùng hiện tại là mình đang dùng. Ok, còn nếu anh em nào mà không có thì mọi người có thể dùng bụi hay là dùng bất kỳ cái gì mà nó liên quan đến hoặc là anh em mà có phấn ấy, mọi người dùng phấn cũng được, nhưng mà cách tốt nhất là dùng cái bột Thomson Baby đấy. Anh em mà không biết thì lên Google tra là ra thôi. Mọi người có thể tra là bột rôm hoặc là bột Thomson Baby. Ui, có hai thằng trong này luôn này. Một thằng. Hai thằng luôn. Và cái Thomson Baby này thì người ta thường hay bán ở những cái hiệu thuốc nhá. Anh em cứ ra hiệu thuốc hỏi là sẽ có thôi. Cách thứ hai là mọi người biết cái băng dán vết thương chứ. Cái này khi mà anh em xem bất kỳ cái phim gì mà có những cái pha đánh nhau chẳng hạn thì sau khi bị thương là bọn nó sẽ dán cái đấy lên mặt hoặc là lên tay lên chân gì đấy. Cái miếng này thì mua ngoài hiệu thuốc cũng có được rất là nhiều. Mọi người cắt cho mình một miếng hình vuông hoặc hình tròn tầm 1 cm gì đấy. Xong rồi anh em chỉ cần dán nó vào hai cái đầu ngón tay cái chỗ mà anh em hay chạm vào màn hình ấy. Đó, thì cách này cũng có thể giúp mọi người khi mà tay ra mồ hôi thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái màn hình của mọi người. Hoặc là mọi người có thể thay cái miếng đấy bằng băng dính cũng được, hoặc băng dính đen điện đấy, hoặc là băng dính trắng mà anh em hay dùng để dán những cái sách vở ấy. Nhưng mà những cái băng dính này ấy, khi mà tay mọi người ra mồ hôi ấy thì nó bong ra ngay thôi, nó không dính được lâu. Vì vậy nên là mọi người dùng cái băng vết thương ấy là sẽ tốt nhất. Còn cách cuối cùng là một cách gọi là liều nhất trong những cái liều. Cách này thì nó khá là nguy hiểm và mình nghĩ là nó cũng khá là dị. Mình thì cũng một vài lần mình dùng rồi nhưng mà thực sự thì nó không hiệu quả bằng cái Thomson Baby. Rồi, thì cái này ấy là sử dụng keo 502. 502 nhá anh em. Cái keo này thì chắc hẳn là chả có anh em nào không biết cả. Thì mọi người giỏ một chút ra bàn, ra bàn hay là ra tờ giấy hay là ra bất kỳ đâu cũng được. Sau đó anh em lấy cái đầu ngón tay mà mọi người hay chạm vào màn hình ấy. Đấy, anh em chấm vào cái chỗ 52 một tí. Đó, chấm một ít thôi nhá. Chấm xong rồi để cho nó khô đi cả hai tay. Và sau đó anh em thử chơi mà xem. Đó, rất là mượt luôn, rất là mượt và rất là êm. Cách này thì là ít tốn kém nhất mà lại được nhiều và lâu nhất. Mỗi tội là anh em mua lọ keo 52 đừng có xịn quá, giỏ thì khi nào cần thì vẫn bóc ra được. Còn nếu mà lúc mà anh em chấm vào bàn ấy, đừng có để lâu quá nhá, để lâu quá là nó dính vào tay vào bàn đấy. Đó, thì đấy là một số cách mà mình đã từng thử để chơi cái game Free Fire này, do bị chết rất là nhiều lần, ức chế vô cùng luôn. Ngoài ra thì còn một cái khá là ức chế nữa là khi mà anh em tay ra mồ hôi ấy, xong nhiều khi những cái pha solo cận chiến ấy, ấn vào nút bắn còn không ấn được luôn. Mình bị rất là nhiều, ấn vào nút bắn không ấn được mà nó kiểu như nó không bắn ra đạn luôn. Nên là những cái pha đấy solo tuy là thua nhưng mà cực kỳ khó chịu luôn. Ui, gì này?
Một thanh niên đâm đầu vào tường cứ thế chạy. Dị vậy. Ok thì quay lại với trận đấu của chúng ta. Nãy giờ thì thỉnh thoảng có lúc ping của mình nó lên tới 999 cộng luôn. Nhưng mà không sao, mình đã clear cái khu cổng trời này rồi. Vừa rồi chúng ta gặp một thanh niên ngáo cần. Không biết là do mạng lag hay là làm sao mà lại chạy kiểu như thế. Nào, bây giờ là tiếp tục thôi. Đây rồi. Một bé nó đã ra đi. Rồi, mình lại thấy một em bé ở bên dưới nữa kìa. Rồi, thì đi săn thôi. Ngại gì vết bẩn cơ chứ. Chàng trai này đồ rất là ngon. Nòng ba luôn. Đạn và máu rất nhiều. Không có bom. Mình cần mỗi bom thôi mà cũng không có nữa. Thanh niên ở bên dưới này đâu rồi? Nãy mình thấy có chấm đỏ ở đây mà. Đây rồi. Mình được một quả bom rồi. Có bom mà bắn nó vẫn sướng hơn đây em ơi. Thanh niên ở bên dưới này đâu rồi nhở? Hay chết rồi. Hiện tại thì trên cái bản đồ chúng ta còn có 17 người thôi. Tính ra chắc là được tầm 6 team là căng chứ mấy. Đây rồi, mình thấy bắn nhau rồi. Bắn nhau giữa đồng không mông quạnh luôn. À, đâu rồi, đâu rồi. Mình bắn như thế thôi mà nó vẫn chạy vào cái cột điện kia được. Này thì chạy lên đây. Uầy. Rồi, gục luôn rồi. Này thì cứu nhau đi. Một thằng nữa đã ra đi. Cứ cứu mình lại bắn gục. Này thì chơi nào. Có tới tận 3 thằng này anh em ơi. Mình sẽ giải quyết từng thằng một. Một thằng. Còn một thằng nữa đâu. Giết thằng đấy trước rồi tính tiếp. Một thằng nữa đâu nhỉ? Nó chạy mất rồi anh em ơi. Hay là nó vẫn đang nấp ở đằng sau cái cột điện kia. Này thì nấp này. Rồi đúng rồi. Đúng đang nấp rồi. Đúng rồi đấy, chạy lên đây. Chạy đi. Chạy hộ mình cái. Rồi xong. Nãy vừa thấy 17 người xong. Mà thoáng một phát còn có 7 người. Trong khi đấy mình giết có 3 người. Wow. Thanh niên này có rất là nhiều bom keo và lựu đạn. Hai thứ mà mình thích thì thanh niên này đều cầm hết rồi. Thanh niên này có bom keo hay lựu đạn gì không? Rồi. Cũng như vậy, 3 quả bom keo và 2 quả lựu đạn. Quá là phê luôn. Bên này cũng còn nữa này. Bên này có không? Rồi. Ok, như vậy là đủ đồ để chơi rồi. Bây giờ chỉ còn có 5 người nữa thôi.
Và nếu mà mình mà xui là chợ gặp một tem nguyên. Anh em ơi, anh em có thấy gì đấy sai sai không? Mới bo một thôi mà còn có 5 người. Kỷ lục luôn rồi. Bo hai chưa thu nhá, bo hai chưa hề thu nhá anh em nhá, mà chỉ còn có 5 người thôi. Bây giờ mình biết tìm đâu ra người đây. 5 người mà một cái bo to đùng như thế này. Đây rồi. Mình thấy có xe đi rồi. Monster chắc luôn. Xe cháy rồi em ơi. Nó ngồi trên con monster chắc nên là bắn hơi khó. Trừ khi là mình đứng ở trên cao thì mình bắn nó mới dễ thôi, chứ mình đứng ở dưới thấp mà mình bắn vào người thằng mà đi con monster chắc thì thật sự là rất khó. Mặc dù là mình đã cố kéo lên rồi nhưng không được. Không biết là thanh niên này trốn đâu rồi. Một thanh niên đi lẻ. À đây rồi. Rồi xong. Máu nó chửi như thế kia mà nó không bị chết luôn này em ơi. Có nhiều bạn hỏi mình là bắn khẩu súng FAMAS này thì anh bắn nút bắn bên trái hay là nút bắn bên phải. Thì mình bắn bằng nút bắn bên trái nha mọi người. Còn để làm sao mà chỉnh được tâm lên ấy, thì mình sẽ không kéo bằng nút bắn đâu, mà mình sẽ kéo bằng ở giữa cái màn hình, cái chỗ mà anh em hay vuốt để chỉnh cái hướng ấy. Nên là nếu mà anh em để ý thì sẽ thấy cái nút bắn của mình rất rất ít khi nó bị di chuyển từ bên này sang bên kia. Này thì mày trốn đi. Này thì mày trốn đi. Này thì mày trốn đi. Rồi xong, chết rồi. Như vậy là chúng ta chỉ còn một team 3 người nữa thôi. Rất mừng là mình lại còn được nhặt được cái nòng giảm thanh với lại rất là nhiều bom băng. Rồi mặc dù là cái UAV nó đã soi thấy mình rồi nhưng mà trong mình trong cái UAV này cũng không thấy một ai cả. Mình cần phải vào bo trước khi bị những thằng khác nó nhìn thấy mình. Còn ba người thì chắc là một team thôi. Mỏi chân lắm rồi em ơi. Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy ba thanh niên kia chạy bo. Đâu rồi, thoải mái đi. 3-1 cơ mà. Đi tìm mình và săn đi nào. Đó, mình sẽ lắp cái nòng giảm thanh vào. Cái này người ta gọi là giết người trong im lặng đây. Đấy là người không? Không phải. Mình cứ thấy cái đen đen kia mình lại tưởng là người cơ. Hóa ra là phán đoán của mình đã nhầm. Thì ra là đằng sau. Đó anh em thấy không? Nó cũng bắn giảm thanh nhưng mà mình hoàn toàn biết được cái hướng của nó bắn là hướng nào. Tại vì là có một cái vành tròn đỏ đỏ ấy, nó hiện xung quanh người mình. Nên là mình có thể biết được. Kìa, nó nhảy ra trò xuống kìa.
một thằng. Rồi xong, một bé đã gục, mình sẽ giết luôn đi cho nó nóng hổi. Còn một bé nữa đâu, chạy vào đây, chạy bo vào đây. Hai thằng nó chơi mình luôn, đâu cần phải gắt thế đâu. Rồi xong, một bé nó đã ra đi, bây giờ chỉ còn một thanh niên trên mái nhà kia thôi. Nào bây giờ tính sao? Ui, giáp mấy vậy, bắn toàn là trừ 8 không. Bây giờ là mình, bạn ấy lại bo vào chỗ bạn ấy rồi, số bạn ấy rất là may. Đó, đang dí mình kìa. Mình lại sợ bạn ấy quá cơ. Mình xông lên mình chơi luôn này. Mình có phóng lựu cơ mà, sao phải xoắn cái thanh niên này cơ chứ. Nào, chạy bo đi cưng. Đúng rồi đấy, chạy bo đi. Xuống đây. Mình đang chờ bạn đấy. Góc siêu cao này. Đó, bạn cứ bắn đi, cho bạn bắn thoải mái luôn, bạn cứ bắn thoải gà mái luôn. Rồi xuống đây này, thì xuống đây bố láo. Đó, mình lại được nhân giống tiếp rồi. Rồi ok, cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like cho video và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nhé. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.